out to wonders at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm fine, you're in, I'm preaching you. Wow, món súp cua dinh dưỡng của mình ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mình hãy múc ra tô nha. Và bây giờ mình bỏ thêm một chút xíu cua nữa nè. Thêm một cái càng cua thiệt là ngon. Rồi thêm hành ngò. Ngoài ra mình còn bỏ một chút xíu tiêu nữa. Và cho một trứng hột vịt bắc thảo. Trước khi dùng mình bỏ một chút xíu dầu mè. Bây giờ các bạn thấy có ngon không? Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Hello, chào các bạn. Hôm nay lại vào bếp nữa đây. Hôm nay Ngọc Thúy lại xin chia sẻ với các bạn một món ngon đầy dinh dưỡng cho cả nhà và kể cả cho em bé luôn nha. Hôm nay Ngọc Thúy sẽ làm món đó là súp cua dinh dưỡng các bạn ơi. Cua mùa này rẻ quá nên mình mua cua về làm nhiều món lắm. Đây là một con cua mình đã luộc sẵn rồi, một lát nữa mình sẽ gỡ thịt ra ha. Và đây là thịt gà thì mình mua một cái thịt gà nạc đó các bạn, để một lát nữa mình xé ra mình bỏ vô trong cái món súp của mình thì rất là ngon và đẹp. Ngoài ra súp cua dinh dưỡng để làm cho nước lèo ngọt bên cạnh thịt gà thì mình cũng có một củ su hào nè. Và đây là hai củ cà rốt nhỏ, một lát nữa mình sẽ thái hạt lựu ha. Và cái củ su này của Nhật đó các bạn, nấu nước lèo nó rất là ngọt, ngọt hơn là củ sắn luôn đó. Rồi ở đây là mình cũng có một cái hộp bắp. Nếu mà các bạn mà có bắp tươi thì các bạn luộc cùng. Nhưng mà mình thấy rằng là cái bắp hộp này nè nó rất là ngọt luôn đó. Thành ra là mình sẽ lấy cái bắp này nha. Súp cua thì không bao giờ thể thiếu đó là dầu mè nha các bạn. Đây là mình cũng có bốn tay nấm mắm hương nè các bạn, nó rất là thơm luôn. Cũng có là bốn trái hột vịt bắc thảo ha. Và đây là bốn quả trứng gà để mình đánh lên cho cái súp cua của mình nó nổi vân đó. Và đây là mình có hai dozen trứng chim cút nha. Và ngoài ra mình ăn kèm đó là hành lá và ngò. Rồi bây giờ Ngọc Thúy xin mời các bạn cùng vào bếp và cùng mình cúc món súp cua dinh dưỡng. Để làm món súp thì ở đây mình có hai miếng gà ha, một miếng là ức gà nạc và một miếng là đùi gà. Thì bây giờ mình phải rửa với lại muối. Và một chút xíu nữa mình sẽ phải rửa với lại một chút xíu giấm hoặc là rượu nữa nha các bạn. Để như vậy thì thịt gà của mình nó sẽ rất là thơm luôn á, nó không có bị hôi đó. Bây giờ mình đã rửa qua nước muối rất là sạch rồi. Bây giờ Thúy bỏ một ít rượu vô ha các bạn, để mình ngâm mình rửa cho nó thơm con gà đó. Thì rượu, các bạn mua rượu trắng, rượu nấu ăn, rượu nào mình rửa cũng được nha các bạn. Càng rửa như vậy thì cái mối thịt gà của mình nó sẽ thơm lắm luôn đó. Rồi sau khi gà mình đã rửa sạch, các bạn bắt cho mình một nồi nước sôi. Và bây giờ thì mình bỏ thịt gà vô luộc nha các bạn nha. Và các bạn không quên bỏ mấy lát hành tây và một chút xíu muối nha các bạn, ít thôi. Rồi ở đây mình sẽ gọt vỏ hai củ, một củ su và một cái củ su Nhật này ha. Rồi còn cà rốt thì mình sẽ gọt vỏ và mình sẽ thái hạt lựu nha các bạn. Rồi su hào sau khi mình đã lột vỏ rồi thì các bạn cắt nhỏ, cắt miếng ra như vậy để mình bỏ vô mình luộc nha các bạn, để mình hầm với thịt gà đó. Rồi củ su trắng này cũng vậy luôn. Rồi đây mình sẽ bỏ vô mình hầm với thịt gà nha các bạn, để cho nó ra nước ngọt nè. Rồi đây thịt gà mình đã hầm được khoảng cỡ chừng 5 phút đó, các bạn. Thì các bạn nhớ vớt bọt ra để cho cái nước của mình nó ngon và nó trong ha. Và các bạn bỏ hết su hào vô ha các bạn, để cho nó mình nấu nước nó ngọt nè. Lúc này thì các bạn có thể bỏ thêm cho mình một miếng nước nữa nha. Tùy thôi cái lượng nước hầm á, tùy là gia đình các bạn nhiều hay là ít thì các bạn có thể hầm nhiều hay ít nha. Thì hôm nay là Thúy nấu cho khoảng cỡ chừng 6 tô thì Thúy hầm khoảng 2 lít nước nè nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn bỏ cho mình một muỗng canh vơi đường nha.
Các bạn nhớ bật lửa cho nó cao nha, lửa 2 đó, để cho nó mau sôi. Khi nó sôi rồi thì các bạn sẽ hạ lửa lại và để lửa riu riu để cho nó hầm ra hết các chất ngọt ở trong cái rau củ quả của mình nhé. Rồi trong cái lò bên đây thì các bạn bật cho mình một cái lò lên và các bạn bỏ hết trứng cút vô và trứng hột vịt bắc thảo vô luộc cho mình nhé. Nước bây giờ nó đã sôi rồi nè, các bạn nhớ hớt bọt ra nha các bạn. Các bạn chịu khó hớt bọt để cho cái nước của mình nó trong. Và bây giờ thì các bạn hạ lửa cho mình medium low nha. Rồi các bạn để ninh khoảng cỡ chừng trong vòng nửa tiếng nữa ha các bạn. Nước thiệt là trong luôn đó. Cà rốt thì mình sẽ thái hạt lựu ha các bạn nha. Rồi đây là cà rốt mình đã thái hạt lựu rồi. Bây giờ mình sẽ đi rửa nấm và mình sắc nấm ra và mình sẽ lột cua ra luôn nha các bạn nha. Rồi đây nấm mình sẽ rửa cho thiệt sạch và các bạn sẽ vắt cho nó thật khô ra nha các bạn. Và các bạn sẽ thắt cái thái ha, thái chỉ. Làm súp măng cua dinh dưỡng thì rất là ngon, các bé đều ăn được, con nít là thích lắm á các bạn. Chỉ có cái mắc công là cái khâu mà mình cắt gọt rửa đó là rất là công phu, bởi vì mỗi thứ là mình đều phải cắt nhỏ chút chút ra hết nên nó hơi tốn thời gian. Chưa kể nữa là khâu luộc cua và xé gà thì nó hơi lâu lắc một chút nha, nhưng ăn rất là bổ dưỡng đó. Rồi trước khi đi luộc cua thì mình để coi cái thịt gà của mình nó đã được chưa nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái đũa mình xăm ha. Thì mình xăm á thì nó không có còn ra cái máu đỏ nữa, như vậy là tất nhiên là cái thịt gà của mình nó đã được rồi đó. Bây giờ mình sẽ bắt ra, mình sẽ vớt thịt gà ra ha các bạn. Và mình sẽ đi xé gà ra luôn nè. Wow, vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ Thúy sẽ gắp thịt gà ra và bỏ vào trong thau nước lạnh để cho nó nguội, rồi mình sẽ xé gà ra nha. Rồi bên đây thì bếp mình sẽ để lửa nhỏ nhất cho nó riu riu để cho nó hầm cái rau củ quả của mình, nó cho nó ra nước ngọt luôn ha các bạn nha. Cua rất là chắc thịt luôn đó. Có nhiều tiệm á thì người ta không có bỏ cua vô trong súp á các bạn. Người ta để riêng ra, khi nào mà mình ăn súp á thì mình mới bỏ cua lên. Thì món súp cua á là khi các bạn ăn đó là ăn với lại trứng hột vịt bắc thảo rất là ngon luôn nha các bạn. Và nhớ rằng là các bạn sẽ không bao giờ thiếu cái để cho nó làm cho nó thơm á, là các bạn phải bỏ dầu mè vô ha. Dầu mè và hột vịt bắc thảo là hai món chính sẽ làm cho cái món súp cua của mình nó thơm, thật là thơm. Rồi bây giờ nè các bạn ơi, mình đã lột cua xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi tước gà ra sợi nha. Tước gà. Rồi gà nha, mình lấy cái ức gà này nè. Đó, thì các bạn sẽ xé ra ha. Các bạn thấy cái đường dọc này ha, các bạn sẽ xé nó, xé sợi nó ra như vậy ha các bạn. Đó, như vậy thì cái súp của mình nó rất là đẹp luôn. Bây giờ Ngọc Thúy sẽ xé sợi ra nè. Đây các bạn ơi, bây giờ cua nè mình cũng đã lột xong rồi, gà mình cũng đã xé sợi rồi, cà rốt mình cũng đã thái hạt lựu và mình đã thái chỉ nấm. Và bây giờ mình cũng đã mà khui một cái hộp corn là bắp ra rồi. Đây các bạn thấy không, bây giờ mình sẽ ghét sẵn sàng để mình nấu cái nồi súp cua dinh dưỡng của mình thiệt ngon nha. Rồi đây hột vịt bắc thảo của mình cũng đã lột ra một quả rồi, mình còn để lại ba quả ha, tại vì mình sẽ nấu trước cho hai tô đó các bạn. Thành ra là khi mình ăn tới bao nhiêu đâu thì mình hãy lột nhiêu đó ra. Nếu các bạn ăn không hết thì hột vịt bắc thảo sau khi luộc rồi thì các bạn cất trong tủ lạnh vẫn được nha. Mình lấy làm lạ rồi, có rất là nhiều người rất là sợ lột trứng cút đó các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn bí quyết để lột trứng cút nha. Trứng cút là sau khi là mình đã luộc xong rồi là các bạn chắc nước ha. Các bạn đậy nắp lại và các bạn xốc lên nha các bạn. Các bạn xốc mạnh lên. Sau khi các bạn xốc lên rồi thì các bạn thấy không? Bây giờ các bạn lột rất là dễ nè. Nó tuột ra hết luôn. Các bạn không phải sợ gì hết. Có rất là nhiều người rất là sợ luộc trứng cút luôn á. Mình cũng không biết sao, nhất là bà chị mình á. Rồi sau khi mà các bạn gỡ vỏ ra hết thì các bạn rửa lại thôi cho nó sạch sẽ. Rồi đây các bạn ơi, cái nồi mà mình đã hầm thịt gà và rau củ quả của mình á. Giờ thì các bạn nhớ lọc lại nha, để cho cái nước của mình nó trong đó.
Thì bây giờ Thúy bỏ vô trong cái nồi này nè, Thúy để mình lọc lại nha. Rồi sau khi mình lọc lại rồi thì bây giờ mình sẽ turn cái bếp lên 2 và nấu cho cái nước này nó nước lèo nước dùng của mình nó cho nó sôi lại nha các bạn. Rồi trong lúc mình đợi nước dùng sôi thì việc đầu tiên là Thúy sẽ bỏ cà rốt vô nha. Sau đó thì mình sẽ bỏ bắp vô hết nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ thịt gà vô ha, gà mình xé đó. Rồi khi các bạn thấy nước nó sôi hơi bùng lên như vậy rồi là các bạn bỏ tiếp nấm ha, trứng cút nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn nêm dùm cho mình nha. Đây là 1 muỗng chicken powder, 2 muỗng chicken powder, 1 muỗng vơi đường, 1 muỗng vơi muối nữa nha các bạn. Và các bạn quậy nhẹ lên. Và các bạn giảm lửa cho mình. Rồi ở đây trong cái tô này ha, các bạn bỏ cho mình 1 cốc nước vô ha các bạn. Và các bạn bỏ cho mình tổng cộng là 4 muỗng canh bột năng. Sau đó các bạn quấy đều lên nhé. Mình lặp lại là 1 cốc nước và 4 muỗng canh bột năng. Sau đó các bạn quậy đều lên. Rồi ở đây các bạn lấy cho mình 4 quả trứng gà luôn ha. Các bạn đập ra và các bạn khuấy nhẹ thôi, không có đánh cho nó tan ra nha các bạn. Các bạn chỉ có dầm thôi để cho cái lòng đỏ của nó tan ra, các bạn đừng có quánh đều. Vì khi các bạn quánh đều lên á thì nó sẽ không có kéo sợi được nha. Đó, thì các bạn thấy mình đã bỏ bột năng vô nè. Đó, thì các bạn bỏ rưới giùm cho mình. Khi mà cái lửa nó nóng á, các bạn rưới từng muỗng bột năng vô và các bạn quậy một chiều thôi nhé. Các bạn để nhớ để lửa 2 cho mình. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ trứng vô. Thì cái câu bỏ trứng là các bạn nhớ lấy cái vợt nha. Và các bạn bỏ trứng vô, các bạn rưới. Các bạn rưới đều và các bạn cứ quậy một chiều thôi ha. Thì nó kéo sợi nè, các bạn thấy nó kéo sợi đẹp chưa? Wow, các bạn thấy nó kéo sợi đẹp chưa nè. Rồi sau khi mà các bạn đã rưới hết trứng gà vô rồi thì các bạn để lửa nhỏ thôi. Và các bạn để thêm một chút xíu nữa để cho cái bột năng của mình nó chín nha. Lúc này thì các bạn ơi, các bạn bỏ cua vô cho mình hết nha. Trước khi mình tắt bếp thì các bạn bỏ dùm cho mình một chút xíu dầu mè nha, khoảng nửa tablespoon dầu mè. Wow, đây các bạn ơi, các bạn thấy độ sánh mịn của súp cua dinh dưỡng của mình kéo sợi rất là đẹp luôn. Bây giờ Ngọc Thúy sẽ để múc ra tô và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Thôi, wow, ngon quá nè các bạn. À, các bạn thấy ngon chưa? Nguyên một cái càng cua luôn nè. Rồi trứng hột vịt bắc thảo nữa. Ngon quá. Nó nóng thiệt là nóng. Bây giờ mình sẽ trộn sơ lên ha. Thường ăn súp nóng quá mình phải ăn từ từ ở phía trên mặt này trước đó nha các bạn. Cho nó đỡ nóng. Ngon mê ly luôn. Thơm quá. Mùi dầu mè và mùi cua. Rồi đủ các loại rau quả nữa. Nước nó ngọt thanh ngon quá. Ngon không chịu nổi luôn á. Bây giờ mình cắn một miếng hộp vịt bắc thảo nha. Với một cái càng cua nè.
món súp đầy dinh dưỡng cho cả nhà các bạn ơi. Thôi video của mình tới đây đã dài rồi. Ngọc Thúy luôn luôn mong muốn các bạn thành công khi vào bếp và nấu những món ngon nhất cho gia đình. Ngọc Thúy sẽ sẵn sàng chia sẻ với lại các bạn thật là nhiều nhiều món ăn ngon khác nữa. Cảm ơn các bạn thật nhiều và các bạn thích thì hãy like cho mình nhé. Và đừng quên nhấn subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới. Bye bye!